Quý chào, xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Năm, 20 tháng 10 năm 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin quan trọng trong ngày, tin Việt Nam. Tiếp theo trong phần 2 của chương trình là câu chuyện thời sự với Thi Nga và sau cùng là IV News thương về miền Trung. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu xin kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong ngày. Kính thưa quý vị, tại trận chiến Mosul, quân đội Iraq để ý tới các vụ chuộc tội và trả thù. Saif, một binh sĩ của Iraq cho biết, đối với anh ta, cuộc chiến tại Mosul đang tính cách cá nhân. Trong suốt 2 năm dưới sự cai trị của nhà nước Hồi giáo, những kẻ cực đoan đã phá hủy nhà của anh, bắt cha, giết anh trai của anh và buộc vị hôn thê của anh lấy một phiến quân Islamic State. Bây giờ, anh đang tìm kiếm sự trả thù. Tôi từng là một người bình thường. Giấc mơ của tôi là để dành đủ tiền để xây dựng một ngôi nhà để cưới vợ. Người lính 30 tuổi vừa nói vừa bập thuốc lá trong sự lo lắng. Tất cả 7 thành viên trong gia đình anh đã bị giết bởi những kẻ cực đoan. Ông nói với phóng viên và yêu cầu chỉ nêu tên đầu vì chỉ huy cấm không được nói chuyện với các phóng viên. Một cựu nữ quân nhân chấp nhận cưa chân tay để chữa bệnh vi khuẩn ăn thịt. Một năm trước, Cindy Martinez không thể đi bộ, thậm chí chỉ một vài bước hoặc nhấc một vài vật nặng chưa tới 2 kg. Một loại vi khuẩn ăn thịt tên khoa học là Necrotizing fasciitis đã tàn phá cơ thể của cựu nữ quân nhân thủy quân lục chiến 35 tuổi. Cô đã có một sự lựa chọn nghiệt ngã, cắt bỏ cả hai tay chân, một cánh tay dưới khuỷu tay và các bộ phận của các ngón tay trên cánh tay còn lại của mình, hoặc phải đối diện với cái chết gần như chắc chắn. Và quyết định can đảm này đã cứu sống cô. Và sau nhiều tháng nằm bệnh viện và luyện tập ở trung tâm phục hồi chức năng, cuối cùng cô cũng trở về nhà. Cô chia sẻ, tuy một mình vào ban ngày trong khi con nhỏ đi học và chồng đi làm, nhưng cô đã có được một cảm giác thoải mái, không bị rơi vào tâm trạng bị ám ảnh tâm thần vì suốt ngày chỉ ngồi một chỗ mà cô đã từng trải qua. Số người ghi danh chương trình bảo hiểm Obamacare tăng ít. Đối diện với những thách thức mới cho một luật được cho là di sản, chính quyền Obama hôm thứ Tư đặt kỳ vọng khiêm tốn cho việc chăm sóc sức khỏe của ghi danh cuối cùng của Tổng thống. Nỗi lo lớn nhất, tăng phí bảo hiểm và thu hẹp sự lựa chọn. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Sylvia Burwell cho biết khoảng 13,8 triệu người dự trù sẽ ghi danh bảo hiểm Obamacare cho năm 2017. Đó sẽ là một sự gia tăng đôi chút và ít hơn 9% từ số lượng 12,7 triệu người chọn Obamacare trong thời ghi danh cho năm nay. Chương trình ghi danh bảo hiểm y tế Obamacare năm nay 2016 bị khó khăn kể từ chương trình ghi danh bảo hiểm của chính phủ healthcare.gov đưa vào hoạt động năm 2013 vì vấn đề trục trặc kỹ thuật. Nhiều người vào máy điện toán để ghi danh nên bị ứng động. Máy computer không giải quyết hồ sơ kịp, quá tải làm cho máy đứng một chỗ. Bộ trưởng Tư pháp California đứng đầu cuộc điều tra ngân hàng Wells Fargo. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang California đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự vụ nhân viên tại ngân hàng Wells Fargo San Francisco dựa trên giả định bản thân và đánh cắp các dữ kiện cá nhân đem bán. Vụ scandal này làm rung chuyển ngân hàng và khiến cho tổng giám đốc điều hành phải từ chức. Hồ sơ điều tra của Bộ Tư pháp tiểu bang đã có trát tòa để thu thập những bằng chứng liên quan đến các nhân viên ngân hàng tạo ra lên đến 2 triệu tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng mà không cần sự chấp thuận của khách hàng nhằm đáp ứng các mục tiêu kiếm lời. Những vụ tiết lộ thông tin của WikiLeaks đang làm hại nhà sáng lập Julian Assange trong khi mối liên hệ giữa Ecuador và Hoa Kỳ đang ấm dần. Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange đang lẩn trốn trong tòa đại sứ Ecuador ở London
vừa nhận ra ông đang bị các viên chức chính phủ Ecuador thay vì bảo vệ ông, nay họ đang tiếp tay với kẻ thù của ông là Hoa Kỳ. Sau khi WikiLeaks tung ra nhiều email về ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, Hillary Clinton nhập mục tiêu tấn công chiến dịch tranh cử của bà. Cách đây 2 ngày, Internet của ông bị cắt. Sau đó, chính phủ Ecuador xác nhận chính họ đã cắt Internet của ông. Sự kiện này đã khiến cho Tổng thống cánh tả Rafael Correa, người đã từng tuyên xưng Julian Assange như một hiệp sĩ cứu người nghèo trong truyện cổ tích thời đại Robin Hood, chuyên đi cướp của người giàu cho người nghèo. Tổng thống cánh tả chuyên chống Mỹ và chống Tây Phương đã cho ông Assange trốn trong tòa đại sứ Ecuador ở London từ năm 2012 cho đến nay sau khi Thụy Điển và Hoa Kỳ yêu cầu dẫn độ ông để xét xử các tội tấn công tình dục phụ nữ Thụy Điển và tiết lộ hàng triệu văn kiện ngoại giao và những thông tin mật của Hoa Kỳ. Ông Trump chưa chịu nói chấp nhận kết quả bầu cử, đe dọa một hiến định căn bản của nền dân chủ Hoa Kỳ. Ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, từ chối nói trong cuộc tranh luận rằng ông sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử vào tháng tới nếu ông thua bà Hillary Clinton. Ứng cử viên của đảng Dân Chủ bà Clinton nói tuyên bố của ông Trump thật là kinh hoàng. Trước cuộc tranh luận lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng của hai ứng cử viên tổng thống, ông Trump trong những ngày qua đã tung ra luận điệu gieo ngờ vực cho các cử tri khi ông nói rằng cuộc bầu cử gian lận. Ông Wallace, người điều hợp cuộc tranh luận hỏi, ông chắc chắn sẽ chấp nhận kết quả cuộc bầu cử phải không? Ông Trump trả lời, đến lúc đó tôi sẽ xem. Tôi không xác đoán bất cứ điều gì ngay bây giờ. Tới lúc đó hẳn xem. Nhưng trước hết là truyền thông không trung thực. Truyền thông đã tuyên truyền và đầu độc đầu óc của cử tri. Một số đảng viên Cộng Hòa chùm lại trước câu nói gây sửng sốt của ông Trump, trong đó có Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đại diện cho tiểu bang South Carolina, cũng là một cựu ứng cử viên Cộng Hòa, nói nếu ông Trump thất cử, sẽ không phải vì hệ thống bầu cử gian lận, mà vì ông ta đã thất bại trong tư cách là một ứng cử viên.